Mắt dướn lên 45 độ, mồm mở ra 30 độ, mắt chữ A, mồm chữ O, chứng tỏ là đang hẹn hò tán tỉnh đúng không? Bố chỉ được cái... Cái làm sao? Nói đúng. Đây, dạ. Chắc lại đang nhắn với cả cái Hương hả? Thế bao giờ lên Hà Nội? Bố nhầm rồi. Thế đứa nào đấy? Bố nhìn đi. Ăn đứt cái Hương chưa? Cái con bé này xinh đáo để nhỉ? Dạ. Mới này? Dạ. Sao lạ thế, bố chưa gặp bao giờ? Bố tuổi. Thì con là con còn chưa được gặp được, huống hồ gì là bố. Ồ thế quen nhau qua mạng à? Vâng. Thời đại này nhá, quen nhau trên mạng nó mới là đỉnh của chó. Cái gì đấy? Dạ. Cái gì mẹ. Mà quen nhau qua mạng đấy? Hả? À, mẹ. Thằng Thành nhà mình nó vừa quen một cô bạn gái rất xinh, thế nhưng mà lại qua mạng. Dạ. Lại cô bạn gái nào? Thế còn cái Hương thì sao? Lại cái Hương? Con với cả cái Hương đã có cái gì đâu. Với cả là Hương là do bố mẹ đẩy thuyền cho con, nhưng con có ưng gì nó đâu. Này, đừng có... Kìa em. Thôi, bình tĩnh, kệ chúng nó. Cái việc yêu đương tìm hiểu là kệ chúng nó. Không nhỡ mai sau ấy, có cái chuyện gì nó lại trách mình. Hà Tây cửa ngõ thủ đô. Này! Động vào dây thần kinh chập mạch à? Hả? Ôi giời. Mẹ lại chỉ được cái đó đúng. Bây giờ nhá, con đang rất là thích, rất là sung. Đấy, còn là sướng. Đấy, con là sung sướng luôn. Đừng có liên thuyên bát xác nữa. Dạ. Cái kiểu vừa rồi ấy, chắc là hẹn hò rồi đúng không? Bố! Chỉ được cái đó đúng. Nghe bố quả là người đàn ông tinh tế đấy ạ. Dạ. Tôi đẻ ra anh cơ mà. Dạ. Ngày xưa tôi với mẹ anh cũng thế. Alo. Ơi, em đây này. Em chào anh. Anh chào em. Anh chào em. Không. Em đẹp quá. Cảm ơn anh ạ. Đúng rồi, em ăn gì uống gì em cứ gọi tự nhiên nhá. Vậy em tự nhiên nhá. Ờ. Em thích uống rượu. Rượu ngoại ạ. Rượu vang ạ. Ôi dồi. Mới gặp em lần đầu nhưng mà phải công nhận em là một người con gái đầy khí chất. I like it. Mister. Hết nhá. Cái chai mà mình uống xong ấy là của Tây Ban Nha. À. Xuất xứ là được 10 năm rồi. À. Được ủ bằng gỗ sồi. À. Của Pháp với Mỹ ạ. Phải công nhận là khi anh uống xong cái rượu này, anh thấy nó thật là thanh lịch. Nó dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào, ngon như em vậy. Dạ vâng. Anh ơi. Hả? Nữa. Còn chai này là của Pháp ấy. À. Chai này em cũng thích lắm. Hay là em khui nhá. Ồ, em mở đi, thoải mái. Ôi, cái chai này á, mùi hương thơm của nó là mùi thơm của những cái loại trái cây. Ví dụ như là mâm xôi này, của trái cây rừng đấy anh ạ. Và nó còn có những mùi thơm như là vani này, sô-cô-la nữa. Ủa. Mà cực kỳ là thanh, mát và dịu luôn ạ. Ê, em khui nhá. Phải công nhận đấy, càng nói chuyện với em thì anh cảm nhận em là một cái người mà rất là thông thạo về rượu. Và không những thế nha, cái độ hiểu biết của em rất sâu và rộng. Cảm ơn anh. Anh nghĩ là phải hơn như thế nữa. Thoải mái đi em. Dạ, em mời anh. Mời em nhé. Hết nhé. Vâng. Very good.
hết rồi. Em dùng đủ chưa? Em dùng cũng tạm đủ ạ. Thế à? Em uống rượu nữa không? Thôi chắc vậy thôi anh ạ. Thế à? Mày thế. Thế anh gọi tính tiền nhá. Em ơi, cho anh tính tiền ở cái bàn này cái. Em này. Dạ. Cái cuộc gặp hôm nay anh thấy rất là thú vị. Thực sự là em là người con gái mà anh luôn luôn hằng mong ước. Em ơi, anh mong rằng chúng mình có thể gặp nhau một lần nữa được không em? Bất cứ lúc nào anh muốn gặp em, anh hãy đến đây. Em vẫn ngồi đây để chờ anh ạ. Hóa đơn của anh là tiền ăn 1 triệu, chai này 2 triệu, chai kia 4 triệu ạ. Tổng của mình là 7 triệu. Wow. Em thông thạo về giá cả nhỉ? Cứ như em là nhân viên của quán ấy. Đúng rồi ạ. À. Em là nhân viên của quán mà. Đúng. Dù sao cũng cảm ơn anh, nhờ anh ạ mà em tăng được KPI tháng này ạ. Anh ơi, em mới này. Thế hóa ra là cô mồi chài tôi. Cô đưa cái tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Cô lừa tôi à? Không. Sai thì nói em lừa anh. Ai mà chả phải đi làm kiếm tiền đúng không anh? Mà em là nhân viên ở đây thì em phải mời khách chứ ạ. Mà em mời khách như thế nào thì đó là bằng sự khéo léo của em đúng không ạ? Thôi em mời anh ra quầy thanh toán nhá. Cay hơn ăn hơn.